Kính thưa quý vị, rượu Beaujolais được mở nắp vào giờ nửa đêm tại Pháp, tin từ Lyon. Năm nay thì loại rượu Beaujolais Nouveau của Pháp, một loại rượu vang làm từ nho, gặt hái chỉ 2 tháng trước, đã được mở nắp trên khắp nước Pháp và vùng Âu Châu vào giờ nửa đêm của sáng ngày hôm thứ Năm. Tại trung tâm thành phố Lyon, vài trăm người đã tụ họp để ăn mừng ngày đến của mùa thu hoạch năm nay, mà theo như luật lệ của Pháp quốc, chỉ có thể được mở cửa vào ngày thứ Năm trong tuần thứ Ba của tháng 11. Sản xuất của năm nay đã bị giảm còn một nửa vì thời tiết xấu trong mùa hè, bao gồm cả những cơn mưa đá. Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản được những người đến tham dự, hưởng thụ loại rượu trong mùa của năm 2012. Bị khinh rẻ chỉ là một loại rượu làm cảnh bởi giới chuyên gia về rượu vang. Beaujolais trở thành ngày càng phổ biến tại Âu Châu với những cuộc chạy đua tổ chức nhiều từ quốc gia với mục đích là người đầu tiên mang về nhà loại rượu vang này.